Đây, đi vô trong. À, em dạ. Quay gì vậy? Dạ em quay mang đi nước ngoài cho bà con lớn tuổi coi. À, dạ. Vậy hả? Vâng. Chợ Việt Nam không? Dạ, dạ. Thì quay cái chỗ đông đông đi. Dạ. Ý là còn có thích về trở lại Việt Nam. À, chứ vâng. Quay mấy chỗ vắng vắng kia thấy không có người, cái không thích gì. Vậy á? Thì nãy vừa quay ở ngoài bán cá đông quá trời luôn á. Ở ngoài đó đông của em. Vâng. Trong này ít. Trong thì vắng hơn là gì? Đúng rồi. Ở trong này ít hơn em, tại vì họ lừa đi vô trong này em. À. Họ ở đó tiện đường cho họ đi ngang qua họ đi. Còn ở này nên là phải có ai họ thưa chị, năm nay buôn bán tốt không? Ế lắm em, chưa năm nào ế như năm nay đâu. Dạ, nhưng mà em thấy như là cũng có đông hơn mọi buổi sáng. À, chỉ được buổi sáng á. Buổi sáng cho thôi em. À. Chứ còn lát ngồi là coi như không có người. Vậy ạ. Mà phải lấy hàng để dọn lên cho nó đẹp. À. Để quyến rũ người ta ở ngoài đó vô. Quyến rũ người ta, ở trên Sài Gòn thì thấy còn vắng hơn. Công nhân các thứ ta về nhiều cái chợ truyền thống bán không được. Người ta chỉ bán ở giống như ở gần chợ chứ ít người vào chợ lắm. Họ bán vỉa hè. Mà ở ngoài ở trên Sài Gòn phải gửi xe mới vô, còn đây cho đi xe vô người ta làm đỡ đấy. Nhưng mà họ lạng lạng ở ngoài đường không em? Vâng. Họ đi ngoài đường, đi ra ngoài đường họ đi họ khá cần gửi xe. À, lập dạ. Đừng quay trong này để dạ. Cho người ta phải. Vâng, em cảm ơn. Vâng. À. Ơi các bạn ơi, chợ thì lúc này thì ở ngoài bán là rất là đông nhé, bà con mua gà, mua thịt, mua rau. Đó. Đây, cái phía bên thực phẩm này thì rất là ok, gạo. Rồi thôi giờ mình sẽ đi đây ra lối ngoài, rồi em chào mấy chị nhé. Đây ở phía bên trong là các cô cũng bán gạo. Ồ, giá từ 17 tới chào chị. Chị ơi, năm nay gạo giá có phải nó mắc hơn mọi năm không? Mắc hơn kỷ niệm hơn ạ. Vâng, chứ sao gạo ngon này? Gạo rẻ nhất là 17. 17. Ngày còn xưa, ngày xưa là khoảng 14, 13, 14 mà bây giờ mắc. Ngày xưa gạo nghèo là 13, 14. Đúng rồi. Gạo lên kỷ niệm ạ. Do là chắc là các nước họ nhập khẩu nhiều, bây giờ nhiều đại lý gạo họ bảo họ hôm nay ví dụ như bán 17, mai lại nhập 17 luôn. Đó là phải bán 17 năm. Đấy. Và cứ nhập xong là giá nó lại tăng. Bạn giả đi lấy giả đó. Vâng. Rồi em chào chị. Dạ. Để đi sâu vô trong này nhé. Có những sạp này là cho thuê hoặc bán. Chắc các cô chú không kinh doanh. Ở đây bà bán tạp hóa đây. Ở trong này thì vắng hơn bên ngoài. Ở trong này thì khách có vẻ ít vô hơn nha các bạn. Nhưng còn bên ngoài thì rất là đông. Đây cái khu này thì bà con cũng để xe được này. Ở đây có những tiệm may thi mến, may áo dài cách tân, áo dài truyền thống, áo dài thi mến. Đây những bộ áo dài các cô trưng lên này. Có để số điện thoại luôn. Ai tới thì tới đây may nhé. Rồi bán mành sáo. Ồ, những cái mành võng. Mành à. Chào mấy cô ạ. Ồ, cái gì đấy em? Dạ con đi quay chợ cho mấy mang đi nước ngoài coi ạ. Và đồ đầm này đẹp. Kênh gì đây, kênh dạ, gì đây? Dạ kênh Sài Gòn Ngày Nay ạ. Sài Gòn Ngày Nay. Và tại vì nói nghe quen. Nghe quen. Ừ. Xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở trung tâm thương mại của huyện Châu Đức. Hôm nay thì mình sẽ đưa các cô bác anh chị chúng ta tới trung tâm thương mại huyện Châu Đức, còn gọi là chợ Ngải Giao, để coi những các cái hoạt động buôn bán của bà con cô bác ở khu vực này. Mời quý cô chú anh chị cùng đi với Tuấn Dương. Bây giờ mới chỉ là 7 giờ sáng nhé. Đây bây giờ là 7 giờ sáng thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2023. Thì trước khi mà đi vô sâu ở phía bên trong này đó, thì Tuấn Dương sẽ đi ở bên ngoài. Mình sẽ coi là
ở đây buôn bán những cái mặt hàng gì, rồi chia sẻ tới các cô chú anh chị. Phía trước mặt đây thì mình thấy bây giờ có một số cửa hàng đang bắt đầu dọn hàng ra để bán cho khách này. Mình nhớ hình như cái này mình đã vào đây cũng khá lâu rồi. Mình vào đây cách đây chắc cỡ cả hơn chục năm. Lúc đấy hình như chỗ này nó chưa xây dựng cả. Bây giờ thì đã xây dựng lên khang trang. Phía trước đây thấy những các cái cửa hàng bán mũ nón này, ba lô túi sách, rồi bán nón bảo hiểm, bán đồng hồ, tiệm bạc, tiệm bạc sửa chữa gia công, rồi nón bảo hiểm, mắt kiếng, sửa chữa đồng hồ, mắt kiếng Hữu Đức, đo mắt. Đây, chúng ta sẽ đi ra phía ngoài này cho nó vui vui chút nhé. Đây, xe gắn máy chạy vô trong được. Hình như cái phía bên ngoài các bạn là những các cái kiosk cửa hàng bán quần áo. Còn phía bên trong này là chợ truyền thống. Thì thôi, mình sẽ đi vô chợ truyền thống trước. Rồi lát xíu thì chúng ta sẽ đi ra cái khúc bên ngoài là trung tâm thương mại. Đây, xem người ta bán gì ta. Bánh lọc này ta. À, bánh lọc. Bánh lọc khoai mì. Khoai mì khoai sọ. Dạ. Nó hơi bị tớ cui. À, bánh mì. Dạ, quá cảm ơn. Con đi. Rồi, ôi giời, bán cô còn bán mít này. Rồi, mít ngon quá trời luôn này. 20 ngàn miếng nhé. Rồi thôi để con đi đã, bây giờ sách chưa được. Rồi, của bánh canh rồi cô. À, bánh canh. Bánh... Dạ dạ. Và con ở trên Sài Gòn xuống. Và... Đấy là nui hay bánh canh cô? Cái đây là nui này, dưới đây bánh canh này. À, nui là nhiêu tiền một tô đấy cô? 20. À, dạ. Giá rẻ. Bình dân quá. À. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi bún xào, bún nghệ. Dạ. Dạ, quay mang đi nước ngoài coi ạ. Xào. Những cái người mà lâu năm không về được, giả sử như bây giờ những cái cô chú người ta 70, 80 tuổi, 90 tuổi, thế hệ cha mẹ của các anh chị đi lâu rồi không có về được. Giờ có tiền nhưng mà không ngồi máy bay được, máy bay nó không có vận chuyển. Những ông bà già lớn tuổi có tiền nhưng mà sức khỏe không tốt nên không có đi được. Thì giờ nhớ cái chợ truyền thống Việt Nam mình á. Dạ dạ. Vâng vâng. Chị bán bún nghệ à? Món này là của tỉnh nào ấy chị? Ý là cái này là của tỉnh nào đấy? À, người Huế. À, bún nghệ vàng ươm nhìn ngon quá. À. À, người Huế đó, dạ. Người Huế à. Dạ, còn có cả nghệ chay. Chay, chay là những người ăn chay. Dạ. Không ăn lòng, người ta ăn nóc. Dạ, dạ. Vâng, em cảm ơn chị. Đây, cô bán rau cải này các bạn này. Rau cải, rau mùng tơi, cải xanh, bánh mì, bánh tiêu, quẩy, sữa đậu nành. Rồi, nem nướng này, trời ơi, quá trời món hấp dẫn nè. Đây, bán gì nữa đây ta? Bún. Rồi, ngoài đây là gì đây ta? Chè, trời ơi. À đây, tàu hũ nóng chứ, tàu hũ nóng, trân châu, nước cốt dừa. Trời ơi, thấy ở đây có vẻ hấp dẫn đấy. Mới sơ sơ này. Dưa 15 ngàn một ký. Còn khúc này là gì ta? Trái cây này. Bú sữa. Trời, bú này thơm quá. Rồi trái cây, chào cô. Dạ. Đi quay chợ. Chợ này gọi chợ Ngải Giao à? Chợ này chợ Ngải Giao. Dạ dạ. Con cảm ơn. Dạ, có ở Sài Gòn xuống ạ. Đây, bà bán ốc này, dưa leo.
rau lang đã nhặt rồi nhá, đậu bắp, rồi ốc. Rau cải. Rồi đi tiếp nha các bạn. Đây bán đồ ăn sáng này. Bún rồi à đâu? Bánh cuốn. Bún. Rồi đây bán xôi. Trời ơi mấy món này ngon chưa này các bạn này. Xôi bắp. Củ từ lông, khoai. Rồi mấy cái bánh đây coi bánh gì ta? Bánh cam này. Này chắc bánh chưng quá. Rồi rau. Lá mã đề quá. Để uống uống nước à? À bông mã đề. Rau lang. Đậu rồng. Đậu rồng ngon này. Rồi chào cô, cảm ơn. Quần áo đồ bộ rồi, là con bắt chơi nhà thịt thêm ghế lửa mua chạy nem chả hàng nem cà pháo rồi ốc này rồi, ốc này lấy cái gai bồ kết để khêu nha, thịt thều ra. Ốc này ốc gì đấy cô? Ốc ruốc. Ủa xong lấy cái này cái gai bồ kết để cô. Trời con này khêu chừng nào hết cái hũ này. Rồi con cảm ơn. Để xem còn gì ra. Đây bún là nhiều này. Chào cô. Ốc. Trời cái này một lon này là thêu đến chừng nào hết cô? Ôi hồi kia còn người hôm qua mình 5-7 lon nữa chứ. Vậy à, một lon đấy là nhiêu tiền cô? 20 ngàn thế á. Có gai chụp kết. Có gai luôn chứ, có gai mà thêu được chứ. Vâng, đây này cái gai này các bạn này. Ui giời. Cái gai này gai chụp kết này nó bén lắm. À, này kéo được con ốc bí, ốc này ngon lắm. Ốc này là bắt ở đâu cô? Địa biển á. Ở biển á. Địa biển Long, chỉ Long Hải á. Dạ. Cái này ốc biển nghe, chứ không phải ốc núi nha. Vâng, ốc biển. Dạ, con cảm ơn. Đây, xương sâm, xương sa, xương sáo, các loại bánh. Dạ, cà pháo, bánh. Em mua chè không? Dạ, chắc phải đến. Để lát nữa thôi, giờ em còn đi một lượt. Thấy nhiều món ngon quá. Bánh giò. Bánh lọt. Bánh lọt Huế. Dạ. Ôi trời ơi, đủ thứ này. Đây nữa các bạn này, cà này. Rồi em cảm ơn chị. Thấy ở đây cũng nhiều món hấp dẫn mà thấy mấy cô ở đây cũng dễ thương lắm nha các bạn. Chưa thấy cô nào bánh này. Và chào bà. Bánh này bánh gì đấy thưa bà? Bánh ít lá gai á. Rồi con cảm ơn, con đi. Để mình đi một lượt xem nha các bạn. Bây giờ mua nhiều quá rồi. Không có bưng nó đi được. Ở chỗ này bánh này, các loại chè này. Quá trời nhiều luôn. Đi tiếp đã các bạn nhé. Rồi coi xem đồ khô có gì nào. Đồ khô là các loại khô cá này, khô cá sặc này, khô cá chỉ vàng, khô cá dứa, tỏi, trứng, đậu. Cũng khá đông nha các bạn. Rồi trái cây, quýt, xoài, thanh long. Đây mọi người có thể đi đi xe gắn máy vô chợ luôn nha các bạn. Các cô bác thấy là đi xe gắn máy vô chợ mua sắm luôn. Ở trái cây này, dâu này, nhãn này, cóc này, da cô chê này, hồng này, táo, dưa lưới. Rồi, bún,
bánh lọc Huế này các bạn này. Bánh lọc bún. Đấy, nhiều món quá trời luôn. Đây là đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Ngải Giao. Cá này các bạn ơi, cá rô phi, tôm, ôi con cá chép kìa. Con cá chép được quá, tôm. Tôm vẫn còn tươi nhé. Tôm tươi còn đầy thanh tách luôn. Cá, có con cá chê. Kìa cá chép bự quá này. Cá chép này mua về nấu cháo ăn ngon lắm. Chút xíu thôi mà cô bác ấy bày ra, ví dụ đây này các bạn này, một ít hành, ít đậu rồng, rau ngót, rau cải đó. Bán đơn giản vậy thôi hả bà? Gần hết rồi. Gần hết rồi à? Bà bán nhanh rau và, nhà. Rau nhà. Rau nhà. Đống này họ lấy hết rồi đấy. À, rau nhà trồng luôn. Vâng, trong nhìn cắt là biết. Vâng. Không có làm hàng làm họ. Dạ. Lấy rau gì lấy họ ủng hộ cho này. Con đi chợ con chơi gì bây giờ. Con không có ở đây. Dạ. Hôm nọ để một mình rau đây đi bệnh viện Sài Gòn 3 hôm là ra thối hết. À thế à. Có gì con nói không vui đâu, mất tiêu của con để ngay đây như ta dặn luôn cả ngày ra chiều một đây. Rồi rồi chào bà nhé. Đây là thuộc Ngải Giao, chợ Ngải Giao. Ốc móng tay, ốc len, ốc bươu. Quay lên YouTube anh hả? Dạ, chào anh. Ghẹ. Ồ, ghẹ ở đây cũng có nhé. Bán mũ nón này. Giày dép. Thấy chợ dưới quê này mà lại nhộn nhịp, lại vui vui á. Trái cây, nho, táo, bưởi, cam, chào cô. Dạ. Thấy các cô ở đây rất là thân thiện nha các bạn. Đây, bán rau, có chanh. Trời, trái gì đây ta? À, khổ qua này. Khoai tây. Đây trong này thì cá thác lác. Cá thác lác. Thì cho chút dầu ăn vô cho nó đỡ dính cái túi. Quay lát em tính tiền nha. À, lát tính tiền, tính nhiêu? Ủa cá này, cá nàng hay cá thác lác chị? Dạ đúng kìa, cá nàng cá thác lác mẹ không có mà cá này cá mình ở đây á. À, cá đồng ở đây. Vâng vâng, em cảm ơn. Đây cá nữa các bạn này. Mực này. Cá. Rồi có cả cá bống ngú này. Cá mú đây. À cá mú, vẫn còn tươi nhá, vẫn còn đang thở. Mú đang sống. Vâng. 260 một ký. Cái này là mú biển này anh hay là mú sông? Mú sông. Dạ dạ. Cảm ơn. Thì lựa mực này. Bà con ai mua cái gì thì lựa bỏ vô cái rổ, sau đó người ta sẽ cân lên tính tiền. Này bán cá tươi quá, cá mực.
Ở đây để hỏi xem. Chị ơi, con cá này gọi cá gì ấy chị? Cá lưỡi trâu. Ủa, nó có xương không? À, không có xương. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cái này bạch tuộc này các bạn này. Ôm, cái này tép này. Ờ, có trứng này các bạn ơi. Cái con mà càng nhỏ càng mắc nhá. Em đồng đây, anh ơi. Cá lưỡi trâu, vâng. Căng xa một con thôi. Để rồi rồi làm luôn nha. Để làm luôn. Vậy có hai bịch đi. Ở chợ đây còn đông hơn chợ ở trên Sài Gòn. À, trên Sài Gòn có nào sang chả khách con ăn. Vâng, Sài Gòn vắng lắm. Vâng. Bà ơi, cá này ăn có ngon không? Kho mặn á, con chưa ăn cá đây bao giờ. Gọi cá gì bà? Cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu. Ờ, con cá bé xíu xíu á, mềm nữa. Rồi đây bạch tuộc này. Bạch tuộc, tôm này. À, còn tép đồng này các bạn này. Tép đồng bé xíu xíu, cái bụng nó trứng nó quá trời luôn này. Đó. Chị ơi, cái tép đồng này là nhiêu tiền một ký chị? 150 ngàn nữa. Trời ơi, rẻ quá trời luôn các bạn. Em cảm ơn. 950 ngàn. Đây là cá kèo này các bạn ơi. Cá kèo này như cá bóp thế sao? Cá, à, cá lăng hả bà? Cá lăng. Rồi cá này là nấu măng chua ăn rất là ngon. Rồi cá lóc, tôm, tép. Rồi đây, đồ tươi quá. Đấy. Mực, tôm, càng. Nhìn ngon quá. Bên này cá thác lác, thì cá nàng, cua, tôm, cua, ốc. Ốc hương, dạ, ốc hương bự quá này các bạn ơi. Hương mực. Thấy chợ ở đây đông hơn cả trên Sài Gòn nha các bạn ơi. Sài Gòn thấy vắng mà ở đây mình thấy các cô, các chị đi chợ đông quá trời luôn. Đông hơn ở Sài Gòn nhé. Đó, đây quầy này chắc bán rẻ là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, 11 khách luôn. Rất mừng. Mong cho các chủ sạp tiểu thương ở đây là buôn bán tốt. Rồi, cá chép này. Ếch. Rồi, cá điêu hồng. Cá rô. Quá trời. Các loại cá ở đây tép, tép sông có vẻ nhiều quá. Ở đây là con cá trạch này các bạn ơi. Người ta có câu là lươn ngắn thì chê trạch dài, hơn hơn méo miệng chê chai lệch mồm. Rồi con nhộng tầm này. Ồ, đây. Cá điêu hồng này các bạn ơi. Rồi. Một con cá lóc này nó vượt biên này anh này. Đây, đây rau củ quả. Rồi, cá điêu hồng. Đây, đi lùi ra ngoài này xíu xem ngoài có gì nhé. Đây ở ngoài là bán chuối. Chuối này. Đây, lươn. Lươn, cá nóc. Cá nóc, ếch. Wow, đây có cả cua nữa. Cua đồng luôn. Cua này giã ra nấu gạch cua. Rau lang. Đây như cá diếc. Cá diếc, cá rô. Cá nóc bé xíu. Cá lóc đồng. Rồi, cà rô ron nữa này, rồi cà rô kia, ở đây cũng ngon. Ôi, có cả rắn nè. Má ơi, má ơi, gì đây, có rắn nè. Biết nào. Chào chú á.
cá, mực, ốc móng tay, cá lóc, ếch. Và dạ. Dạ. Chào mấy cô. Cá ướp sẵn rồi này. Rau tập tàng này. Cái rau càng cua, cái rau này. Cái này là đọt nhãn lồng à? À hoa rừng, đọt hoa rừng. Khổ hoa rừng. À, còn cái này là bình bát rừng. Bình bát rừng. Rau dền rừng. À rau dền rừng. Càng cua rừng. Ồ cái nào cũng rừng hết. Còn người là không phải người rừng. À, cảm ơn cô. Mình chưa được. Dừa. Dạ. Đi quay lên cho mang sang nước ngoài cho bà con coi. Dạ. Con đi du lịch nên là con lại không có nấu ăn. Dạ. Cái nhà gần đây mua thấy mấy rau này ngon quá này. Rồi múc ra dừa. Dừa là bán nhiêu tiền một trái ấy, cô? À, ba trái 20. Ba trái 20. Có lấy cả nước cả cùi luôn. Dạ. Con cảm ơn. Ba trái 20 ngàn. Ba trái 20 ngàn. Ở đây tiếp này. Các loại rau củ quả này. Rau má này. Đó, nhiều món quá. Để đi thêm tiếp theo là có gì nhá. Bún mắm, bún thịt nướng, bánh ướt, rồi chuối, đu đủ. Đây khu này là khu ăn uống. Bún bò Huế, bún riêu cua, bánh canh, chả cá, nui. À, cơm tấm, bún thịt nướng, bánh ướt, bánh hỏi, quá trời món luôn. Cam ép, nước dừa, chả cá, giò heo. Ở đây nữa cũng quầy này. Trời ơi. Nhìn ngon quá. Bò, bún riêu, bún giò rồi chị đi em. Dạ, bún bò, bún riêu, bún giò. Quá trời. Đây các loại trái cây. Ở đây bún thịt nướng. Má ơi, nhiều món ngon quá trời này. Chung là chợ ở dưới tỉnh thì cũng hơi vắng hơn, tức là theo cái thời điểm này mình đi thì mình thấy là cũng có vắng, nhưng mà nó cũng không vắng như ở Sài Gòn nhé. Ta vẫn mua bán, mua sắm, ăn uống. Xe gắn máy vô được. Mọi người không có phải gửi xe, đi mua luôn. Đây, cá điêu hồng, cá nóc, cá lóc, lươn, cá rô, tươi cho các bạn này. Nhảy tanh tách, tanh tách. Cá rô bự tí thì ăn nó sẽ ngon hơn. À, nhỏ nó ăn sẽ ngon hơn. Ờ, Sài Gòn ngày nay đá này bán sao? À, em đeo bao tay vô đấy vô để chở đá cho các cô ướp hải sản. À, chép này các bạn. À, ồ, cá chấm. Cá chấm, cá rô. Chợ lớn quá trời luôn. Cũng có bán một số những cái đồ đông lạnh. Nhưng đồ đông lạnh nó không có ngon bằng. Dạ. Cá ngừ. Cá. Cá. Cá chim. Bạch tuộc. Mực. Tôm. Tôm sú nuôi bóp, nghèo ngư bóp,
méo là cá gì ạ? À, bóp méo, dạ, dạ cô. Bóp méo, ngừ. Cá bóp. Quay đứng trước quay nó mới đẹp. Dạ dạ. Đây. Mà họ bán rau nhiều loại rau tươi quá. Dạ. Rau thơm. Quay hết đem qua bên kia đi. Dạ. Quay hết đem đi luôn. Và lúc này buôn bán được không chị? Dạ, lát đó, chậm dạ. Lát. Nhưng mà thấy chợ này có vẻ đông khách hơn trên Sài Gòn đấy. Không, ế. À. Thấy có người đi mà. Có người đi buổi sáng một chút xíu thôi, tí nữa là hết bây giờ. À. Chút xíu là chừng 8 giờ 8 rưỡi là hết đó. Vâng. Đi nhặt rau lại. Nhặt rau lại có thấy nó dơ quá phải nhặt. Vâng. Làm rau cực lắm. Vâng. Rau mà không nhặt này họ thấy dơ họ không mua. Vâng. Rồi em cảm ơn chị nha. Ok. Vâng. Rau củ quả nói chung chợ nào cũng thế. Hàng hóa rất là nhiều. Rau muống, thịt. Hành, dưa. Để xem giờ chuẩn bị đi về coi có chỗ nào mua mấy cái loại bánh bánh linh tinh. Còn thì giờ dần dần đi vô trong trong lòng chợ xíu đã nhé, đi vô trong lòng chợ rồi lát rồi quay ra. Đây, bán đồ khô, đồ khô, trứng, tôm khô, vịt đồng gà ta, nói chung đều để giá hết nha các bạn. Vịt lộn 45. Đó, trứng, vịt lộn 50, vịt đồng 35, vịt đồng 30, gà 25. Khu bán thịt bò, thịt heo. Đây, đi vô trong. À, dạ. Dạ, em quay mang đi nước ngoài cho bà con lớn tuổi coi. À, dạ, vậy hả? Vâng. Đi tới chợ Việt Nam không? Dạ, dạ. Thì quay cái chỗ đông đông đi. Dạ. Ý là còn có thích về trở lại Việt Nam. À. Và quay mấy chỗ vắng vắng kia thấy không có người, cái không thích kia. Vậy á, thì nãy vừa quay ngoài bán cá đông quá trời luôn á. Ở ngoài đó đông quá em. Và trong thì vắng hơn rồi chị. Đúng rồi, trong này ít hơn em, tại vì họ lừa đi vô trong này em. À. Họ ở đó tiện đường cái họ đi ngang qua họ đi. Còn ở này mới định là phải có ai họ làm trong một cái thằng. Vâng. Thưa chị, năm nay buôn bán tốt không? Ế lắm em, chưa năm nào ế như năm nay đâu. Nhưng mà em thấy như là cũng có đông hơn mọi buổi sáng. À, chỉ được buổi sáng á. Buổi sáng cho thôi em. À. Chứ còn lát rồi là coi như không có người. Vậy ạ. Mà phải lấy hàng để dọn lên cho nó đẹp. À. Để quyến rũ người ta ở ngoài đó vô. Quyến rũ người ta. Ở trên Sài Gòn mình thấy còn vắng hơn. Công nhân các thứ ta về nhiều cái chợ truyền thống bán không được. Người ta chỉ bán ở giống như ở gần chợ chứ ít người vào chợ đó. Họ bán vỉa vỉa hè. Mà ở ngoài ở trên Sài Gòn phải gửi xe mới vô, còn đây cho đi xe vô người ta làm đỡ đấy. Nhưng mà họ lạng lạng ở ngoài đường không em? Vậy. Họ đi ngoài đường, đi ngoài đường họ đi họ khỏi cần gửi tự gửi xe. À, lập dạ. Lập đứng quay trong này để dạ. Cho người ta phải. Vâng, em cảm ơn. Vâng. À. Ơi các bạn ơi, chợ thì lúc này thì ở ngoài bán là rất là đông nhá, bà con mua gà, mua thịt, mua rau. Đó. Đấy, cái phía bên thực phẩm này thì rất là ok. Gạo. Rồi thôi giờ
mình sẽ đi đây ra lối ngoài. Rồi em chào mấy chị nhé. Đây ở phía bên trong là các cô cũng bán gạo. Ồ, giá từ 17 tới nào chị. Chị ơi, năm nay gạo giá có phải nó mắc hơn mọi năm không? Mắc hơn kỷ niệm năm. Vâng, trời sao gạo ngon này. Gạo rẻ nhất là 17. 17. Ngày xưa là khoảng 14, 13, 14 mà bây giờ mắc. Ngày xưa gạo nghèo là 13, 14. Đúng rồi. Gạo lên kỷ niệm. Do là chắc là các nước họ nhập khẩu nhiều. Bây giờ nhiều đại lý gạo họ bảo họ hôm nay ví dụ như bán 17, mai lại nhập 17 luôn. Đó là phải bán 17 năm. Đấy. Và cứ nhập xong là giá nó lại tăng. Bán giả đi lấy giả đó. Và rồi em chào chị. Dạ. Đi sâu vô trong này nhé. Có những sạp này là cho thuê hoặc bán. Chắc các cô chú không kinh doanh. Ở đây bà bán tạp hóa đây. Ở trong này thì vắng hơn bên ngoài. Ở trong này thì khách có vẻ ít vô hơn nha các bạn, nhưng còn bên ngoài thì rất là đông. Đây cái khu này thì bà con cũng để xe được này. Ở đây có những tiệm may thi mến, may áo dài cách tân, áo dài truyền thống, áo dài thi mến. Đây những bộ áo dài các cô trưng lên này. Có để số điện thoại luôn. Ai tới thì tới đây may nhé. Rồi bán mành sáo. Những cái mành võng. Mành. Chào mấy cô ạ. Cái gì đấy em? Dạ con đi quay chợ cho mấy mang đi nước ngoài coi ạ. Và đồ đầm này đẹp. Kênh gì đây, kênh dạ, gì đây? Dạ kênh Sài Gòn Ngày Nay ạ. Sài Gòn Ngày Nay. Và tại vì nói nghe quen. Và có hột vịt lộn đấy hả cô? Hột vịt kho làm hột vịt kho à. Cô bán gì đấy, quần áo hay bên này hay sửa đồ? Chị có đấy, dạ có xin mang hình đi. Đây. Bán đồ bộ đẹp quá trời nè. Không, mấy này mấy cô trung niên mua dễ mua được. Không ai mua đâu hết vậy. Cô lên mua rồi, cô lên. Dạ. Cô mặc đẹp vô dễ bán hơn. Rồi chào mấy cô nhá. Ơi trời, các cái mảnh này đẹp quá này các bạn này. Mảnh rèm. Mình này treo đẹp quá trời luôn. Đây, đi vô trong. Ở trong này các cô bán quần áo. Có gương các thứ để cho mình soi luôn này. Đây, quần áo cũng đẹp lắm nhé. Đủ mẫu, đủ loại luôn. Đồ bộ. Cô. Đây quần áo này quá trời. Quần áo thì dọn ra trễ hơn một chút. Thường là mấy cái đồ bán đồ ăn uống ấy, thì sẽ dọn ra sớm hơn. Còn đi mua sắm giày dép quần áo thì các cô bác sẽ đi trễ một chút, nên là các cửa hàng này cũng mở muộn hơn là bán đồ ăn sáng hoặc là bán rau củ quả thực phẩm bên ngoài. Nhưng bên trong chợ thì cũng hàng hóa rất là nhiều nha các bạn. Đây, đi tiếp ra ngoài. Nói chung bây giờ các cô bác người ta cũng đã dọn ra rồi. Chợ này thì sẽ bán đây, khu này thì bán phụ kiện về tóc, ba lô, mũ nón. Rồi, cửa hàng vải sợi Hạnh Dung. Đấy, giày dép các thứ đây. Mỹ phẩm, giày dép. Thôi chắc bây giờ dần dần sẽ đi ra ngoài. Ở bên trong này thì khả năng là sẽ
buôn bán ở trong này ít người vô nên là các cô chú mở muộn hơn một chút. Bây giờ mới dọn hàng nhé các bạn. Để xem giờ mấy giờ rồi. 7 giờ rưỡi rồi. 8 giờ kém 20 rồi. Thôi giờ sẽ ra. Mình sẽ ra ngoài này coi. Coi có cái bánh gì mua ít bánh. Đấy, có người bán bánh ít các thứ đâu cả. Cô nói mấy cô bán bánh ít hay gì đâu có cô? Không. Bánh bột lọc còn ngon à? Bột lọc à? Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn. Con đi tìm bánh kia. Nãy có cô nói bán bánh ít đâu ta? Bột lọc. Bánh ít thì như góc này. Cô bánh này bánh gì cô? Bánh ít. Ít là nhiêu tiền một cái ạ? 3 ngàn. Rồi bánh bên đây? 5 ngàn 2 cái. Dạ, bánh này gọi bánh gì ạ? Bánh ít luôn, màu đen một cái. Màu đen với còn cái màu này màu gì ạ? Đó là trích, đây là đen, bánh gai, đó là nước. À. Rồi thôi cho con 20 ngàn lẫn lộn đi. Đi bán cả chè rồi các cái bánh gì đi ạ? À? Bánh tầm bì, bánh da heo. Bánh da heo, da à. Lợn, chút cơm cuộn, à, cơm cuộn. Dạ. Rồi. Cho con gửi. Rồi con cảm ơn. Dạ thôi con xương sâm, xương sa, xương sáo ở đây củ khoai mì. Nhiêu tiền bình này ạ? 5 ngàn. Ồ. Rồi còn cái này? 50 ngàn. Chè à, cũng bán giá rẻ quá. Ở đây bán có đồng ấy. Dạ. Chợ năm nay buôn bán được không gì? Được ấy. Nhưng à. Không có đắt bằng mấy năm. Không đắt bằng mấy năm. Rồi con cảm ơn. Dạ. Cháy xay này, bột sắn. Rồi, rau. Rau tươi quá trời này. Còn cua, cà tị, cà. Cà tím. Tỏi cô đơn, tỏi bắp, tỏi tím, thơm ngon. Hành lý phan ngang, hành lý phi thơm, tỏi phan ngang. Rồi, tới đi. Ở đâu rồi? Alo. Ok ok. Rồi. Sữa chua Long Thành cam. Ở bên này nữa các bạn nhìn này. Các loại chè này, xôi này. Chè, xôi, bánh. Cơm cuộn. Giò chả. Giò hàng 35 ngàn một chiếc. Rồi à. Bán mít. Dạ. Rồi thôi. Rồi. Bán mít. Rồi. Đây coi bán củ măng. Sao mà già được được ha? Măng đi anh. Măng. Dạ. Măng cổ. Măng mít ổi. Đu đủ. Chuối. Bưởi. Rất nhiều
và ăn rau. Đó, trời loạn. Ông có dùm đi chú. Dạ. Đọt lan cải. Mà tôi nước. Dạ. Con lại không có ở đây, con mua cái này không biết làm bao giờ mới về nhà để làm. Cái này chừng nào về nhà cũng được chứ không có hay lắm không hơn. À. Dạ. Rồi thôi con cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ, con đi chơi thôi, giờ con lại không có ở đây nấu ăn. Dạ, dạ. Để bữa nào mà về con thì đi ghé qua mua. Dạ. Rồi, trứng, rồi. Đi bán được không? Được. Dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn. Đây, đu đủ này. Rồi, rau lang. Muốn gì không ăn? Dạ. Rồi anh quay em cho mấy không ạ? À, đồ nhựa, đồ sắt, đu đủ, chuối, ổi. Rồi, đó, thôi Tuấn Dương chắc cũng tạm dừng cái clip này tại đây. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi. Thấy ở đây thì chợ theo cảm nhận của Tuấn Dương thì cũng rất là nhộn nhịp, đông vui. Tuy nhiên thì cô bác biết là giờ thời buổi kinh tế khó khăn nên là có thể là buôn bán nó không bằng được như những năm trước. Tuy nhiên thì với cái sức mua ở một cái ngôi chợ truyền thống như vậy thì cũng khá là tốt rồi. Chỉ có điều là ở cái khúc mà trung tâm thương mại thì hơi vắng thôi. Tới đây thì mình cũng xin ở đây này, đu đủ này, thanh long này, trái thơm này, bà đi bà bán, bà đi bà giống như ở đây có những người là người ta tự trồng ra xong họ mang đi họ bán. Và tới đây thì Tuấn Dương cũng xin cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đây đang là trung tâm thương mại huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn.